Alo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình, channel Bộ Tạc Jimmy của mình. Thì nãy mình có đăng cái clip là pet cái thằng Tatsugi đó. Có bạn nào cái con chứ mình nhầm, cứ nhầm lẫn đó, nó giống trai quá, mình không có thể nào phân biệt được. Thì nó là con gái rồi. Thì mình có pet cái con Tatsugi đó rồi. Các bạn nào chưa xem mà xem clip này thì cũng có thể vào kênh của mình truy cập rồi xem lại nha. Tatsugi rất là đẹp gái. Rồi. Thì clip này mình chả biết làm gì đây. Định test Merona nhưng mà hồn nó chưa đủ. Nên thôi, giờ mình đi đập phó bản. Ok, phó bản 152 gặp Rubin, Nicky Rubin. Hiện tại thì mình nhìn thì thấy có vẻ như chó. Thấy chó, thấy rắn. Rồi rùa. Rồi rùa, máy xem nha. Rùa cá sấu. Chả thấy giống cá sấu gì hết. Rùa này đeo kính xã hội đen hả? Đeo kính xã hội đen rồi. Đây là chó gì? Taromo gì đây? Chó cắn lưỡi hả? Làm tới cắn lưỡi rồi. Đắng lắm. Số thì bị ngược. Cái này giống số 58 mà bị ngược rồi, thấy không? Rồi. Đây là những con rắn. Hoàng xà máy. Hoàng xà máy là sao? Rung rung cái đuôi làm gì? Rung làm gì? Chú rung đuôi làm gì? Anh sẽ giết chú tại đây. Rồi vô đi. Chưa mạng lắc quá, chạy như sên thế em. Rồi chiếu đi. Rùa cá sấu hả? Cho mày về đầu gấu luôn. Rồi cho cắn lưỡi thể hiện đi. Ui giời, bắn ghê thế. Nhả tên lửa ghê. Ủa sao trong đây nó lại hết ngược vậy? Đáng lọc. Các bạn nhìn thấy số 28 rõ ràng mà nãy là bị ngược đúng không? Dám dụ mình. Rồi rùa cá sấu thì xuất chiêu ghê đấy. Rùa mà đi nhanh như cái gì đó, nhanh như thỏ. Ui giời, mảng xa. Mảng xa làm gì. Rồi cho chú chó hết sức chiêu đi. Rồi chết queo luôn. Bọn này yếu mà rất thể hiện nè. Rồi vẫn là những cái con cún chó này. Rồi cho em chết. Ui chà, mạnh đấy. Mày công nhận là mạnh. Thấy chưa, rùa mà đi, rùa mà đi như cine. Rồi con chó bắn cái tên lửa nè. Bắn em ơi. Đó kìa chưa. Chó nhè cắn lưỡi. Cắn lưỡi xong ra hai cái tên lửa bắn. Ui. Và cái phó bạn này hiện tại thì mình thấy băng rồi gió xoáy gì có vẻ lạnh lẽo ấy. Áp đâm đó nhờ. Rồi lại là những cái con tép riêu này. Máy này. Rồi con chó thì mang trên lưng cái quả tiễn. Hiện kia bắn ra hai quả tiễn là phải rồi. Rồi những thế giới động vật này thì làm gì? Đây là vua hải tặc chứ không phải thế giới động vật. Mấy chú vào đây có nước chết. Chiến đi em ơi. Gặp con phòng này nữa. Nó khép là gì? Mà đi để những con nó rất là duyên dáng. Kỳ tôn làm bên công phúc cho dẹp rồi. Rồi khá là nhanh. Đi bọn này khá là nhanh. Đây rồi, để rồi lại gặp mấy con chó này nữa rồi. Không minh luôn đấy, nó quậy chơi sợ cút rắn lè lè ra con này có lửa. Giờ mình nhìn kỹ là các bạn cứ giật phải để mà sẽ lại cao những cái này cũng hào to để ít bực chia mình ra luôn. Tao chứ kêu gì và mua thuốc đau chân uống à, có tin mà cái mình thì không biết sao chuyện tin không biết.